Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, mỗi tuổi đều có sự may mắn và thành công của riêng mình. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951 cũng vậy. Họ là những người hiền lành, ngay thẳng. Vận trình của họ trong tháng 5 âm lịch cực kỳ hanh thông thuận lợi và có được một cuộc sống giàu sang, như ý. Trong cuộc sống thì ai cũng mong muốn mình sẽ được thành công và chạm đến đỉnh cao của vinh quang với hoài bão và mơ ước của mình. Và qua lá số tử vi tháng 5 âm lịch thì những gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1961 sẽ hiểu rõ được về vận mệnh của mình ra sao, cơ duyên nào mang đến cho mình có được những thành công đột phá, khiến cho hầu như tất cả các con giáp khác đều phải nể phục và ghen tị ít nhiều. Và từ đó thì quý vị sẽ nắm được vận trình của mình. Nắm được vận trình sẽ giúp cho tất cả quý vị gia chủ Tân Mão biết được những điều tốt để có thể phát huy và tránh được những điều xấu đến với cuộc đời của tất cả quý vị. Và ngay sau đây thì để tìm hiểu cụ thể hơn, hãy cùng với Phong thủy Gia Cát khám phá phần luận giải tử vi cho tháng 5 của tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Dưới đây mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ Tân Mão sinh năm 1951 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 năm mệnh có mệnh Tùng Bách Mộc, gỗ cây tùng, là những người yêu thích sự yên tĩnh và có tính cách ôn hòa. Người này có phần thiếu quyết đoán, kém nhanh nhạy nên hay bỏ lỡ những thời cơ tốt, sống rất tình cảm với mọi người. Tuy vậy, họ lại hay tiêu xài hoang phí và không biết tiết kiệm tiền bạc. Tân Mão là người thông minh, đôi khi sắc sảo, hơi thái quá và thậm chí có thể là người láo lỉnh nhiều trò. Về mặt ưu điểm, họ là một kho ý tưởng tuyệt vời và hết sức tháo vát. Họ có thể dễ dàng tìm đủ cách để thoát khỏi bế tắc. Người Tân Mão sống rất tham vọng và thường được bảo vệ về tài chính, nhất là nếu không dính vào cờ bạc. So với các tuổi Mão khác, Tân Mão tỏ ra kiên định hơn cả về tâm lý lẫn thể chất. Tuy nhiên, họ lại kém mềm dẻo và ít khi nghe theo lời khuyên bảo của người khác. Điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới các mối quan hệ và công việc. Với bản chất lãng mạn, họ chỉ làm việc hiệu quả khi hứng khởi và có thể rơi vào tâm trạng buồn chán. Tháng này, bản mệnh không có quá nhiều may mắn, công việc của bản thân gặp một số vấn đề rắc rối biến động, thời tiết thay đổi khiến sức khỏe của gia chủ ảnh hưởng đáng kể, các căn bệnh tuổi già được dịp tái phát. Thời gian này, bạn luôn gặp những rắc rối với người bạn đời, người thân của mình, mâu thuẫn xuất phát từ những lý do rất nhỏ nhặt khiến bạn mệt mỏi, nên đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp Bính dương hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Mão cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Nếu vẫn đang đi làm, sự nghiệp trong tháng này có nhiều biến động, dễ vấp phải đủ loại trở lực dù bị người khác gây khó dễ, bất hợp tác. Hơn nữa, nếu không kiểm soát cảm xúc của mình, bạn rất dễ để cảm xúc dẫn lối mà bỏ qua việc dùng lý trí để soi xét mọi việc. Ở tuổi này chắc chắn chính gia chủ cũng không hề muốn xảy ra tranh chấp, cãi cọ, đấu tố. Nên nếu có thể hãy chủ động tránh những rắc rối không đáng có, nhớ rằng dĩ hòa, vi quý. Người đã về hưu có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống êm đềm bên gia đình, con cháu và những thú vui tuổi già của mình. Trong tháng sẽ phát sinh những vấn đề cần làm việc với cơ quan hành pháp, nhìn chung sẽ được tiến hành thuận lợi. Năm Nhâm Dần, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tân Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Đã sống đến độ tuổi này, bản mệnh không đặt nặng vấn đề tiền bạc, chỉ quan tâm tới việc quây quần bên con cháu, an nhàn tận hưởng tuổi già. Cần cẩn thận với những lời mời chào đầu tư với mức lãi suất cao, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, kẻo lọt vào bẫy lừa gạt của những kẻ xấu, khiến tài sản tích góp cả đời hao hụt thì không có gì đáng lo ngại. Gia chủ có thể sử dụng sự khéo léo của mình để thu được lợi ích, nên bình tĩnh và lý trí thì tốt hơn. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý vì còn có dấu hiệu phá tài trong tháng này. Nếu gia chủ không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tuổi tác cao khiến cho sức khỏe ngày càng giảm sút, âu cũng là chuyện thường tình. Ngoài ra, hệ tiêu hóa cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn, chú ý ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Bản mệnh cần chú ý an toàn khi đi lại, điều khiển phương tiện giao thông, tránh để xảy ra tai nạn gây thương tổn ngoài ý muốn. Những người vẫn còn đang nặng lòng với sự nghiệp thì tinh thần người tuổi Tân Mão có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe. Hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Các quý vị gia chủ tuổi Tân Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị tuổi Tân Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Ở độ tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã dần dần biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh bạn giờ đây đã trở thành người bạn tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Các bạn ở bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lắng nghe tâm tư của vợ chồng mình để mối quan hệ của hai người được tốt hơn, đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo ý của mình. Mối quan hệ với con cái có phần hanh thông, tình cảm hơn. Những người con của bạn đã trưởng thành, đã tự biết lo lắng cho bản thân và gia đình riêng. Cuối tuần, gia đình thường có những buổi tập trung cũng là cách để giảm căng thẳng giữa bạn và bạn đời của mình. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Tân Mão trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 5 năm 2022, tức ngày 1 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 5 năm 2022, tức ngày 13 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 5 năm 2022, tức ngày 25 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Mão trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 4 tháng 5 năm 2022, tức ngày 2 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 5 năm 2022, tức ngày 14 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 5 năm 2022, tức ngày 26 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim.
Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Tân Mão sinh năm 1951, phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1951. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 5 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị luôn may mắn, bình an trong cuộc sống của mình.